Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi. Chết mẹ em chết sân, tôi đang chạy như tên bay, áo tôi ướt mồ hôi. Trời có tối hay là bão, tôi vẫn chạy vậy thôi. Bởi vì tôi không có đường nào để lùi. Quá khứ bên bên đây không có thời gian để chui. Buồn tối là từng hơi mà tôi hít vào bên trong mũi. Nhé, chó này, chạy đi. Nhé, ông chạy, ông chạy gì kìa, chạy đi kìa. Ông chạy gì hả em? Thử là chạy gì đây con? Chở hai nhỏ vậy? Bên xe lại, ơi. Bên xe này hai ba. Chở tao, chở tao. Rồi kêu ông ra đi, ông đã biết làm gì. Tiểu. Ông đá chưa cái quần. Rồi coi kém chưa? Coi kéo tê chưa? Ướt kìa, ướt chân quần nè. Tao nước kìa, ướt quần. Kéo bỏ đầu, gánh chưa? Nãy tao đắp chống bụi cái bụi mà đu đủ đó. Ông chưa? Cắn đu đầu thôi. Chưa, bằng mà lấy cái bó, bó gì để cho giò, 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 cô giáo cao trong đó bạn. A few moments later. Hồi nãy thằng Tí điện vô nó có một chuyện cái chổng. Rồi. Con chạy đi sớm con đặt thằng nổ đít. Nó ngoài đường trong có kêu con có gian. Rồi. Vừa có gian xong rồi vừa tôi về cho về tới nhà rồi. Chạy một đoạn nữa gặp thêm một thằng y gan gì nữa. Mày nói sao biết là con không tạo ông với tin thiệt. Con nhẫn chở luôn, con nhẫn chở về nhà thêm một lần nữa xong rồi chạy về tới nhà gặp hai thằng giống hệt luôn. Mà làm dùng có ba giữa ba ngày. Nó mới ngồi cái này nè. Này ghét không nè. Con có hay luôn. Mới mới ngồi cái này. Con phải dám lậm cho sủa mấy tiếng luôn á. Chị cho thôi. Vô mình vô phòng đây nghỉ ngơi đi. Tôi nói cho nghe nè, nó mới ngồi đây nè trời. Đã tao nói cái ghế không thì thằng thấy hả? Vô nghỉ ngơi vậy đi. Ôi, con gặp chưa? Gặp đâu mà gặp, ghế ghế không tao ngồi đây thấy gì thấy ai đâu. Ai hồn, ai hồn, ai hồn, ai hồn. Cái gì vậy? Cái xe ai chạy về vậy? Hồi nãy chạy bỏ xe luôn. Chạy bộ xe. Con chạy bộ xe, nãy con sợ. Xe nằm đây nè. Chạy bộ xe. Bắt con tội xe đậu đây mà nói chuyện gì. Nãy con chạy bộ cái xe này nó lận luôn. Nãy nói chuyện làm dư rồi, có ma với ba ngày. Có thiệt đó. Thằng ơi. Thôi vô vô phòng. Nãy thấy cái miễu luôn, thấy cái miễu nhỏ xíu rồi, đang trong chỗ con kia đứng luôn. Con nói thiệt đó, nãy con chạy bộ xe luôn. Cái xe ai chạy về vậy? Đậu đây ai chạy về? Ủa cái gì vậy?
Cái xe đâu ra từ sớm giờ chạy vậy? Mày thấy con chạy gì xe, xong con gặp nó con xấu á, con bỏ cái xe luôn. Mày bỏ đâu? Con bỏ trong sớm nè. Bỏ sớm sao xe nằm đây mà bỏ sớm? Sớm giờ con chạy xe này mà hai thân. Ngày nãy không có ai ngồi đây mà cũng có người ngồi đây. Biển số này hả? Mày bỏ số này, bỏ số nào? Xe mình mà. Xe mình với xe ai? Xe nằm đây. Nằm đây chứ nằm đâu? Thôi vô nghe ngay vậy đi. Thôi vô được. Thôi, vô cửa mặt cửa mày gì nghĩ ra gì chứ nãy. Cái gì vậy trời hồi nãy? Kể ông tin con đi, hai thằng luôn, chàng luôn. Làm gì tin mày? Nãy mới vô gặp con thôi trời. Người ta ngồi đây, cái ghế không ngồi đây mà nói có người. Này này sao á? Đi, vô ngoài cửa mặt mày gì nghỉ ngơi vậy đi. Không, 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 không. Six and a half hours later. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Pháp. Nam mô A Di Đà Pháp. A di di đà tất đàm bà tỳ a di di đà tỳ ca lăng đế a di di đà tỳ ca lăng đa và di nị và già na di đà ca lệ ta bà ha. Trời. Tôi thích sao mà ra mã cỏ đâu giờ này mấy gì mà la làng ngoài vậy? Gặp hai thằng luôn. Nó trong phòng một đứa rồi đâu gặp ngoài chỗ xe đó một đứa nữa mà hai đứa nó giống nhau lắm. Sao tôi vô đây không thấy thằng nào chứ vậy? Không thấy thì nói chi nữa trời. Tại phải tin. Không thấy thì nói không tin rồi thấy thì tin rồi nói chi nữa. Có đâu coi coi giữa ban ngày đi vậy? Chuyện tâm linh không có đùa được đâu, đến bữa giờ cũng không tâm linh có đùa được đâu, nhưng mà tao không có thấy, có mình lên là thấy à. Thấy cho ban ngày chơi đó. Quỷ chứ phải người ta nữa. Người ta hị hị đây làm gì có đâu, hiện hình như ban ngày mà nhát mày. Ở trong nãy là tôi đã gặp hai thằng ở trong sớm rồi, mà giờ đang gặp mà không biết giờ bữa giờ ông của em ở sao mà dính dữ. Tao đâu có thấy cái giống gì đâu, thiết định luôn. Tao có thấy cái giống gì đâu mà thơ thơ luôn. Đỡ không thấy thì nói gì nữa trời. Gặp thôi mẹ ơi mày đừng cái la làng hoài. Ma đâu, mỏ đâu, nhắc cái này.
Hồi nãy trong sớm đi gặp một lần rồi đã, người ta về đây người ta kể không chịu nghe, vô trong nhà gặp thêm một lần nữa mà có gì nữa mà còn không tin. Tao có thấy cái giống gì đâu. Sáng nay mày ban ngày hay chi ban đêm mà cũng không nói ba cỏ gì vô chắc này. Bây giờ là nếu mà bây giờ ban ngày nếu mà gặp bây giờ là... Bệnh tai biến mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ đang ngày càng phổ biến, có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi và mọi đối tượng trong xã hội. Đừng làm tao sợ mày. Tao còi với mày rồi, thấy ai đâu. À, hai bên kia. Hai thằng nào hai bên? Nó cười kìa trời. Tao còi với mày á. Em ơi đừng khóc con tôi trước mặt xe bác em đi. Em ơi đừng lo em ơi đừng có tiếng ai vượt tắc sâu trong màu mắt có chút ít như phút của chia ly vì em đâu hề sai. Em đâu hề sai cho mai cho tim đau. Không còn tưởng ai em cũng chẳng còn thương ai bao nhiêu. Trời ơi. Làm bị dòm coi thấy ai không? Tại có tôi đó không có làm gì đâu. Mày nằm nó hơi cái lửa nó hút bây giờ có đâu đây vậy? Chết rồi cái này đi hẹn rồi bị quy gối lên thật rồi ăn thiệt luôn rồi cho nằm xuống Xanh lược. Gió vô. Giỡn á, hai nay tôi đợi á. Nó nhỏ nhăn răng vậy.